Và tiếp theo sau đây mời quý vị bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng chúng ta hôm nay. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng lại khẳng định toàn dân đồng tình với nhận định đất nước chưa bao giờ có cơ đồ như ngày hôm nay. Đây là tin từ Việt Nam. Tờ báo Dân Trí loan tin vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 tại cuộc tiếp xúc cử tri số đơn vị bầu cử số 1 ở Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục nói rằng ông thấy mừng vì hình như là toàn dân đã đồng tình với nhận định của ông đó là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Ông Trọng nói rằng, trước đây ông đã từng cân nhắc suy nghĩ việc nói như trên có chủ quan hay không nhưng giờ đây ông tự tâm đắc là người dân đã đồng ý ông trọng giải thích thêm trước kia thì người dân việt nam làm không đủ ăn thu không đủ chi xuất cảng không đủ để nhập cảng hà nội trước kia không có biệt thự chỉ là thành phố nổi tiếng về nhiều xe đạp xe gắn máy nhưng bây giờ hà nội xe hơi nhiều đến mức không có chỗ để đậu xe dù nhiều xe hơi nhưng ông Trọng vẫn nhắn nhủ các đồng chí của mình là không được chủ quan, tự mãn vì đại dịch đang diễn biến phức tạp. Ông Trọng đã nói với các đồng chí trong bộ tứ của mình rằng, Việt Nam hiện không thua kém ai cả, mặc dù các viên chức cộng sản liên tục xảo ngôn, tìm cách đẩy người dân đi xuất ngoại để bán sức lao động và tìm đủ mọi chiêu trò để kiếm ngoại tệ của người Việt ở ngoại quốc. Trước những phát ngôn trên thì như luận cho rằng có lẽ vì tuổi cao, lại mang di chứng của bệnh đột quỵ cho nên ông trọng không thể đi ra ngoài để xem dân oan ở khắp mọi miền đất nước ngày đêm đứng trước cơ quan tiếp dân trung ương thậm chí là kéo đến nhà riêng của ông trọng để gào gào thét và đòi lại đất đai của mình và kính thưa quý vị nguyễn xuân phúc cho rằng dân chủ tào lao sẽ làm loạn đất nước đây là tin từ sài gòn tờ báo tiền phong loan tin chiều ngày 9 tháng 5 năm 2021 tại xã Phú Hòa, huyện Củ Chi, Sài Gòn. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Cộng sản đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 là huyện Củ Chi và Hóc Môn, nơi mà ông Phúc sẽ làm đại biểu Quốc hội Cộng sản ở hai huyện này. Và tại đây, ông Phúc đã nói rằng, nhà cầm quyền luôn xem trọng những ý kiến đóng góp của người dân. Nhưng nếu dân chủ tào lao không có kỹ cương phép nước, thì đất nước sẽ loạn. Mà Và Việt Nam mà mất dân chủ, đất nước sẽ không còn mạnh. Dân chủ cần phải được đề cao. Lời phát biểu của ông Phúc được dư luận hiểu rằng, dân chủ của nhà cầm quyền là phải nghe theo lời của họ, còn nếu người dân phản biện khác ý kiến của nhà cầm quyền cộng sản, hoặc là muốn đa nguyên đa đảng thì sẽ bị coi là dân chủ tào lao và sẽ bị cầm tù. Và dư luận cũng cho rằng, hiện tại thì Việt Nam làm gì có dân chủ để mà mất Ông Phúc vẫn tiếp tục nói, nhà cầm quyền sẽ hoàn thiện hơn về vấn đề cải cách tư pháp, hệ thống luật pháp để tạo điều kiện cho người dân, công ty và kể cả người Việt ở hải ngoại đóng góp tiền bạc. Được biết rằng, vài năm trở lại đây, thì các viên chức lãnh đạo Cộng sản vẫn liên tục nhắc nhở và kêu gọi người Việt ở hải ngoại là đóng góp tiền bạc cho nhà cầm quyền để xây dựng đất nước. Điều này cho thấy nguồn kiều hối rất quan trọng đối với nhà cầm quyền Cộng sản để duy trì được bộ máy và kính thưa quý vị Việt Nam cho biết đợt bùng phát COVID-19 mới đang đe dọa đến sự ổn định. Đây là tin từ Hà Nội, Việt Nam. Vào hôm chủ nhật ngày 9 tháng 5 thì Việt Nam báo cáo 102 ca nhiễm COVID-19 mới khi quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt với một đợt bùng phát nhanh chóng mà thủ tướng cộng sản Phạm Minh Chính cho là đe dọa sự ổn định chính trị nếu không được kiểm soát. Bộ Y tế cho biết các ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên 3.332 kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 35 trường hợp bị tử vong. Một đợt bùng phát mới xuất hiện vào cuối tháng trước và lan truyền nhanh chóng trong cả nước hiện nay, lây nhiễm cho 333 người ở 25 tỉnh thành, bao gồm cả Hà Nội, và khiến cho khoảng 10 bệnh viện bị phong tỏa. Ông Chính cho biết thêm, các ca lây nhiễm coronavirus ở các quốc gia láng giềng gây áp lực lên Việt Nam. Đồng thời cho biết thêm rằng những người nhập cư bất hợp pháp là một trong những nguồn virus chính. Bộ Y tế cho biết trong số 102 ca nhiễm mới có 92 trường hợp lây truyền tại địa phương. Và trộm đột nhập vào nhà cựu giám đốc sở lấy đi 35.000 Mỹ kim và 66 lượng vàng. Đây là tin đến từ Trà Vinh. Kẻ trộm đã đột nhập nhà riêng của cựu giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh khi gia đình chủ nhân đi dự tiệc cưới, lấy đi số tài sản lớn bao gồm 35.000 Mỹ Kim và 66 lượng vàng. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 5 ở thành phố Trà Vinh. Nghi phạm là Sơn Thanh Tuấn, một kẻ nghiện ma túy đã bị bắt vài ngày sau đó cùng với tan vật khi đang trên đường chạy trốn. Cảnh sát của địa phương đã truy lùng và bắt giữ được Tuấn, sau khi chủ nhà Phan Thanh Sơn bán mất 35.000 Mỹ Kim và 66 lượng vàng, trị giá hơn 5 tỷ đồng. Chiều ngày 10 tháng 5, Tuấn đã bị khởi tố và bắt giam. Dư luận xã hội không chú ý vào việc Tuấn vào nhà và mở cách sắt để lấy đi số tiền trên, mà lại tập trung vào việc tại sao một cựu giám đốc sở lại có tài sản lớn đến như vậy. Với mức lương khoảng 10 triệu trong một tháng của một giám đốc sở, thì ông Sơn phải mất hơn 40 năm không tiêu pha gì thì mới có được số tiền đó. Một số nguồn tin chưa kiểm chứng nói ông Sơn có nhiều biệt thự ở một số nơi trong tỉnh Trà Vinh. Ông Sơn giải thích với cơ quan điều tra rằng số tài sản bị trộm được gia đình ông tích góp trong nhiều năm từ khi còn ở tỉnh Cửu Long. Tham nhũng đã trở thành hệ thống tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ, đặc biệt kể từ khi từ bỏ kinh tế tập trung quan liêu năm 1986 và ngành giao thông là một trong những ngành có nhiều dự án xây dựng đường xá với chi phí lớn. Viên chức cao cấp của chế độ có nhiều biệt thự lớn cả trong lẫn ngoài nước, tài sản chìm nổi nhiều và gửi con cái đi du học ở nhiều nước tư bản. Và kính thưa quý vị, nhóm Facebook đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho thanh thiếu niên người Mỹ gốc Á tại miền Nam California. Vào tháng 6 năm 2019, thì Katie Tran và John Jonah Nguyễn đã tạo ra một nhóm Facebook gọi là SoCal Asian Connection để giúp kết nối những người Mỹ gốc Á độc thân trong khu vực miền Nam California. Nhưng ngay sau đó, một tuyệt vời đã xảy ra. Cô Katie Tran cho biết nhóm này đã trở thành một cách để cho những người trẻ trong cộng đồng kết nối với nhau. Và hiện nay đã có 7.500 thành viên, phần lớn trong số họ là người Mỹ gốc Á ở độ tuổi là 20. Khi đại dịch coronavirus lan rộng, và các lệnh cách ly xã hội trên toàn tiểu bang có hiệu lực, thì nhóm đã trở thành một nơi để cho các thành viên ủng hộ tinh thần lẫn nhau. Cô Katie Trần là một giám đốc tài năng, đã chứng kiến nhiều thành viên mất việc vì đại dịch và những người khác mất nhà hoặc là phải dọn đi vì không thể trả tiền thuê nhà. Mùa hè vừa qua, khi mà các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc bùng nổ trên khắp đất nước ở Nam California sau cái chết của ông George Floyd. Và mùa đông năm nay, khi mà cộng đồng người Mỹ gốc Á bị nhắm đến bởi các vụ án kỳ thị và bạo lực chủng tộc do đại dịch gây ra, SoCal Asian Connection đã trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho việc lên tiếng và tổ chức biểu tình. Kính thưa quý vị, cô Cindy Nguyễn là cư dân tại Ontario cho biết, khi mà tội ác kỳ thị chống người châu Á gia tăng, có nhiều thành viên của nhóm đã đăng về các sự kiện và biểu tình mà họ đang tham dự. Cô Cindy Nguyễn là giảng viên tiếng Anh tại Orange Coast College và Fullerton College cho biết cô đã mở một chủ đề thảo luận để hỏi cộng đồng có thể làm gì để thay đổi tình hình, để hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian này. Kính thưa quý vị, cập nhật thông tin từ quận Santa Clara. Quận Santa Clara đã đạt được một cột mốc quan trọng trong tiến trình tiêm ngừa COVID-19 cho cộng đồng. Hơn 1 triệu người từ 16 tuổi trở lên, đã được tiêm ngừa ít nhất là một mũi vaccine kể từ khi quận bắt đầu tiêm chủng vào tháng 12 năm 2020. Tổng số người hội đủ điều kiện được tiêm ngừa trong quận là 1.6 triệu người. Người dân muốn đặt lịch hẹn tiêm vaccine có thể truy cập vào trang web sccfreevax.org.vi. giữ kiện về tiêm chủng từ số ghi danh tiêm chủng California còn được gọi là gọi tắt là CAIR2 của Bộ Y tế Công cộng California cho thấy tính cho đến hôm nay đã có tổng cộng 1 triệu 168.837 người được tiêm ít nhất là một liều, chiếm 72.6%. Trong đó có hơn 45.5% là người Á Châu. Có tổng cộng là 796.877 người đã được tiêm ngừa đầy đủ, chiếm 49.5%. Quận cũng đã công bố hướng dẫn du lịch cho các du khách đến Hoa Kỳ, yêu cầu họ xét nghiệm COVID-19 trong 3 đến 5 ngày sau khi đến Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, quận Santa Clara cung cấp nhiều lựa chọn xét nghiệm miễn phí, bao gồm cả dịch vụ xét nghiệm drive through là vẫn ngồi trên xe khi xét nghiệm kính thưa quý vị và bất cứ ai có kết quả xét nghiệm dương tính được yêu cầu phải cách ly. Điều này có nghĩa là người có kết quả xét nghiệm dương tính thì nên ở nhà, tách biệt với những người khác ở trong nhà, tức là phải ở trong phòng riêng và không cho khách đến thăm, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng và không nấu nướng hoặc là phục vụ thức ăn cho người khác. Quận sẽ cung cấp các nguồn hỗ trợ, bao gồm nhà trọ và hỗ trợ thực phẩm cho những người gặp khó khăn thông qua trang web sau đây www.sccstayhome.org hoặc quý vị có thể gọi số phone 408-808-7770. Một lần nữa, 408-808-7770. Và một lần nữa là sau đây là những thông tin thương mại rất ngắn. Diễm Linh sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.